Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Và ở video này thì Khải làm một video bán đồ anh em à. Khải bán cái nhận chón 40 và sinh lực lực và kháng hỏa 5. Thì cái nhận này thì nói chung nhận này nó thiệt thì Khải bán ra ngoài là với cái giá Khải mong muốn là 6 kim đến 7 kim Khải mới bán anh em. Nhưng mà ra điều thằng em trong bang nên là Khải bán luôn cho nó. Chứ còn Khải muốn là ít nhất một số đến 7 kim Khải mới xài, Khải mới đánh, Khải mới bán chứ. Chứ còn đây bán cho anh em có 4 kim thì nói chung là bán rẻ thôi, bán cho em xài thôi, chứ còn thiệt tình không muốn bán giá này. Đó, đây là nhẫn nha anh em, bán cho em 4 kim thôi. Chung là thôi như là trong bang bán cho anh em xài, chứ thiệt chắc là mà ít nhất phải 6 đến 7 kim Khải mới bán đó. Chứ nhẫn này nó thiệt anh em, như server cho đến hiện tại bây giờ thì server chỉ có khoảng từ 4 đến 5 chiếc nhẫn chón 40 thôi anh em. Đó là gọi chiếc dòng 2 nha. Còn dòng 1 chỉ có 2 đến 3 chiếc thôi. Đó là nó dao động khoảng tầm top 10. Đó. Mà điều cái nhẫn Khải là có sức lực này, sức lực cao này. Bán cho anh em 4 kim thôi. Rồi ok, để anh em vần thôi. Có tiền anh em vần luôn. Ủa Khải, con lôn đánh hội đồng không bị phản đam chết à? Có chứ. Nhưng mà sức skill của con lôn là nó đã giảm 30% rồi. Cắn cái chiến cắn cái kháng đơn chi giác nữa là nó không có phản đam bao nhiêu, nó khá phản đam hết 50% rồi. Nói chung là đánh vào xe không bao nhiêu, chứ nếu mà không cắn thì phản rất là nhiều, phản đam rất là nhiều. Đó. Ok, ở clip này thì Khải ngừng nha anh em ơi. Anh em xem thì đừng quên ủng hộ Khải, luôn luôn ủng hộ Khải một like và chia sẻ nha mọi người. Và những video buôn bán đồ hoặc là mua đồ trang bị thêm thì Khải sẽ cập nhật cho anh em xem. Và bây giờ thì Khải sẽ chuẩn bị 10 kim nữa anh Evan. Và cái video Evan Khải sẽ up sau nha mọi người. Đây,